Ngày hội chăm sóc bảo dưỡng xe máy Motorbike Care Day 2023 tại Quảng Ngãi do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, công ty Nitera NGK, dầu nhờn Idemitsu, Yaikura Mitsubishi và lốp xe IRC Inoue đồng tổ chức. Ngày hội đã mang đến những dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng xe máy chuyên nghiệp, toàn diện và hoàn toàn miễn phí. Ngày hội chăm sóc bảo dưỡng xe máy Motorbike Care Day 2023 được tổ chức tại quảng trường đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 5. Chương trình mang đến dịch vụ chăm sóc xe máy toàn diện, chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. Dạ, hôm nay rất vui được đến đây để kiểm tra xe miễn phí, được kiểm tra nhớt, lốp, buri, dây cu loa. Em thấy rất an tâm và hài lòng. Cảm ơn chương trình đã đến với Quảng Ngãi. Ngày hội chăm sóc bảo dưỡng xe máy Motorbike Care Day được tổ chức từ năm 2015. Chương trình đã chăm sóc bảo dưỡng miễn phí cho hơn 20.000 xe máy tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Xe của khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng qua 3 bước, gồm kiểm tra, chăm sóc buri từ Nitera NGK và dây cu loa từ Mitsubishi, kiểm tra bảo dưỡng lốp do lốp xe IRC phụ trách, kiểm tra tình trạng dầu nhờn được đảm nhiệm bởi dầu nhờn Idemitsu. Tại Quảng Ngãi, có gần 1.000 xe máy được chăm sóc bảo dưỡng và tư vấn tận tình bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Chương trình ngày hội chăm sóc bảo dưỡng xe máy miễn phí tại Quảng Ngãi được tổ chức bởi công ty Nitera Việt Nam với thương hiệu là Buji NCK, phối hợp cùng các hãng phụ tùng Nhật Bản nổi tiếng khác như là dầu nhớt Idemitsu, lớp IRC và Yaikoro Mitsubishi. Thì thông điệp của chúng tôi là muốn hướng đến đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường tại Quảng Ngãi, cũng như là ngày hôm nay hướng dẫn người dân có một cái ý thức về vấn đề bảo dưỡng chăm sóc chiếc xe gắn máy của mình. Và mục đích cuối cùng của cái chương trình ngày hội bảo dưỡng miễn phí chăm sóc xe máy thì chúng tôi cũng thành lập một quỹ trưng bày để hỗ trợ và tài trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vấn đề tai nạn giao thông. Tại ngày hội, quỹ trưng bày của chương trình đã tặng quà cho 4 học sinh có người thân bị tai nạn giao thông ở tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 12 triệu đồng.